Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ducati 900 Super Sport nâng cấp đầy ấn tượng với cái tên gọi Super Chada. Nike Vini là một nhà tùy chỉnh đa tài trong cái giới độ xe. Chuyên môn của anh ta là biến những cái con dao cùng thành con dao sắc bổ như là dao cạo. Hay nói đúng hơn là cải thiện những cái chiếc xe thể thao bằng cách là tước bỏ đi một thứ làm chúng chậm lại. Năm ngoái, cái chủ sở hữu có một cái chiếc Ducati 900 Super Sport 1995 đã liên lạc với Nike và muốn tạo ra một cái thứ gì đó độc đáo hơn. Thế là một sản phẩm đổi dưới đây đã chứng minh cái điều đó và ra đời. Chiếc xe dường như đã bị ngủ đông trong rất nhiều năm. Một phần thân xe nguyên bản đã bị hư hại, bơm xăng, bộ chế hòa khí ở còn sót lại trong tình trạng là khá cũ kỹ. Hệ thống treo cũng bị rò rỉ và bất cứ những cái gì cũng được bao phủ trong dầu nên đã bị rỉ sét. Đó là nhận định của Nike khi nhận được chiếc xe này. Nike đã đề xuất lên ý tưởng với thiết kế hiện tại tương tự như cái mẫu 900 Superline của nhà Ducati. Đây là một phiên bản mạnh hơn cái chiếc 900 Super Sport. Thay vì cố gắng là cứu cái có động cơ 900 Super Sport cũ thì anh ta quyết định lắp đặt lại cái động cơ mới từ Monster 1.100 cho đạt công suất 95 lực ở dạng tiêu chuẩn. Và người thợ độ này đã mô tả việc hoán đổi động cơ được xem là tương đối dễ dàng, phù hợp với cái khung gầm 900 Super Sport và cấp sau, được đặc thù cái động cơ lớn nhưng thực chất lại nhẹ hơn so với động cơ cũ và được áp dụng cái quy trình sản xuất mới với vật liệu nhẹ hơn. Hệ thống ống xả 2-trong-1 rất tuyệt vời cũng được người bạn của Nike thiết kế lại. Ngoài ra còn có một cái điều chỉnh EQ phù hợp với ống xả mới. Bên cạnh đó, cái thợ độ này còn nâng cấp hệ thống treo trước từ Suwa và phía sau là cục đơn Hollin. Hệ thống phanh hoàn toàn mới tính từ hiệu của Remo. Anh ta quyết định loại bỏ các bộ phận chản ba tiêu chuẩn và thay vào đó bằng một cái thương hiệu Bubo cân đối hơn với cái cặp phục trước mới. Hệ thống phanh được nâng cấp ở Remo Costa 19 cộng với cái cặp phanh trước Remo C4 AX phù hợp hơn với cái điện Catapest. Bộ phận làm mát dầu cũng được nâng cấp lên một cái đơn vị mới từ Fiber với công nghệ với một cái công suất là cao hơn để kiểm soát nhiệt độ động cơ trong những cái ngày nắng nóng ở cái Nam California. Nike cũng đã thêm một cái bộ là UC Super đã thêm một cái bộ Liberus bổ sung thêm hệ thống cái sàn xuất hành Whisper và một cái nút hút khí hiệu suất cao. Cuối cùng là sự sơn mới năm 20. Để cân bằng cái trọng tâm kiểm soát và tất cả dàn áo của chiếc xe thì được làm bằng cái sợi carbon và được phủ bên ngoài bằng cái lớp sơn với cái tông màu trắng đỏ đặc trưng của nhà Ducati. Này thì sau đó đã đi vào những cái chi tiết nhỏ hơn. Anh ta điều chỉnh khung thép, tháo bỏ dây điện và thành phần không cần thiết. Ngoài ra bản độ còn được cung cấp hệ thống cái đèn pha LED ở phía trước là khá kín đáo. Đèn tín hiệu LED đến từ Motorrad, Kinsolon vân. Cuối cùng bản độ còn phải tiết kiệm được nhiều cái trọng lượng hơn khi đổi cái mâm xe từ cái hiệu Bacchini. Bây giờ cái chiếc xe sở hữu cái trọng lượng ước 160 kg, trọng lượng khô của 900 SS tiêu chuẩn là 189 kg. Trên thực tế thì cái chiếc Ducati này cũng được sử dụng nhiều trên đường hẻm núi hơn ở trên đường đua. Vì vậy Nike cũng đã và khách hàng của mình thay đổi cái biệt danh Superline chọn thành Super Chada làm cái tên mới. Vero 1/10 nâng cấp đẹp với dàn đồ chơi rất đỉnh. Các chiếc Vero 1/10 đổi dưới đây vừa được người chủ của nó dọn lại hoàn thiện hơn trên mặt diện mạo bên ngoài. Phong cách kiểu là cực chất, đem lại cái hiệu năng cao hơn trong quá trình sử dụng. Trong đó một số điểm nhấn có giá trị cực cao, đặc biệt nhất là cái bộ hoa điểm phía sau. Ken bị phản tán Rainbow Asset cho khả năng xử lý phanh trước thì mãi hơn, nhẹ nhàng hơn. Bởi cấu tạo piston lớn nên cái cặp tay này còn có những cái dòng lực phân khối lớn sử dụng và có thể tránh được cả cái heo dầu 4 bit phía trước. Đi cùng với ống dầu được bắt trên cụm phanh cho khả năng canh dầu nhanh hơn. Tuy nhiên ngoại hình to lớn của mình nên buộc lòng cái chiếc Vero độ này phải quét mũ để không bị cả cấn. Ở những cái phần tay con tiếp em phiên bản 2008
để kiểm soát quanh đường phía sau. Có mẫu tay này đang trở thành cái món đồ chơi quốc dân được rất nhiều em ngay ưa chuộng bởi hiệu năng của nó đem lại là quá nhiều, nhưng cái thành cũng rất là dễ thở. Chặt cái phiên bản Battle 2007 trên tất cả những cái bản vẫn còn có dùng ổ khóa bằng chì cơ và có cảm giác không an toàn lắm, nên người chủ nâng cấp thành ổ khóa thông minh mà không cần chì và có rất nhiều tính năng ưu việt khác. Nhưng suốt cái gian chân ta thấy được cái heo dầu Pando 2 miếng đá xứng đi cùng cái dầu heo được bấm dẫn phục thông qua một vách heo dầu được làm bằng cái liệu nhôm nguyên khối tạo hình thông qua cái máy cường xì, sau đó đem đi nhuộm đen tạo màu xung quanh thì ốc kỳ nằm điện phân lên cái màu tím thủy chung cũng rất đẹp. Ở dụng cho mình cái phục Halin SB4 bình dầu rời phía sau, những gì mà người chủ chia sẻ cái dòng sản phẩm này có mức giá thành tầm 16 triệu đồng. Hiện nay chỉ có mức giá khoảng là từ 5 đến 6 triệu đồng cây ở Việt Nam. Điều có những người chủ riêng của nó. Sản phẩm cấu tạo đặc trưng tương đồng với thiết kế của Vadokip nên người chủ bắt vào mà không cần phải minh lại đảm bảo đúng thực và khả năng vận hành. Tuy nhiên bình dầu rời ngành trên buộc lòng người chủ phải bóng bụng quét đi cái phần nhựa nhám rất nhiều. Ở dụng chi bình cable của chiếc Vado 1/10 2009 cho chiếc xe góc cạnh hơn. Phần oppo được dệt bằng cái xịt carbon bờ tạo điểm nhấn chữ C. Bên cạnh đó còn có một số thay đổi nhỏ đáng chú ý như các chân Ducati, dệt ốc dây nằm và dệt con api. Qua những cái góc này chúng ta thấy rõ hơn cái phần cục Harley phía sau mà chiếc xe này đang sở hữu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nghe trực tiếp, nhớ like và subscribe.